Điều cầu chúng ta là đồng vị có cùng số nơ trông với Chrome 54 24. Nơ trông của thằng này sẽ được tính như sau. Lấy số khối là 54 trừ đi số hiệu là 24. Ở đây mình tính được là bằng 30. Chúng ta khảo sát câu A. Nơ trông ở câu A sẽ được tính như sau. Em lấy 56 em trừ đi 25. 56 trừ đi 25 thì đây mình tính được là bằng 31. Không khớp bỏ. Em lấy 51 em trừ đi 23 ở câu B thì nó bằng 28. Không được. Câu C lấy 56 trừ đi 26 thì bằng 30. Như vậy C đúng. D, em lấy 50 em trừ đi 22 thì bằng 28. Sai. Như vậy câu đúng ở đây mình chọn là câu C.